Nhận định dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại tại Việt Nam, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Vì vậy, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Hạn chế đến nơi công cộng tụ tập đông người không cần thiết. Không được chủ quan lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly xử lý kịp thời. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để phòng chống dịch COVID-19. Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9085 để được tư vấn khi cần thiết. Vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam cùng chung tay quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19.